Xin lỗi bà, con không phải là món hàng mà bà thấy chỗ nào được giá là bà bán. Thuỳ, Thuỳ à. Thuỳ, Thuỳ. Gì vậy? Điên hả? Tự nhiên nhảy cầu. Anh bị khùng hả? Nhảy cầu gì? Không nhảy cầu sao đu toàn tan đây? Em bắt cá. Bà hồn tôi hết hồn luôn á. Mẹ đừng có kiểm soát con từng chút nữa. Con thấy khó chịu ngập thở lắm á. Con muốn được tự do thoải mái lắm đúng không? Con sắp toại nguyện rồi đó. Có thư thông báo về việc bổ sung giấy tờ du học kìa. Mẹ để trên bàn đó, thấy chưa? Hoàn cảnh hai bên gia đình chênh lệch nhiều quá. Bác sợ là con không vượt qua được. Con Hạ rồi đây sẽ phải chịu khổ. Bác không muốn con Hạ phải đi vào vết xe đổ của bác. Bác à, con thật lòng yêu thương Hạ. Con hứa với bác, con sẽ không bao giờ để cho Hạ đau khổ đâu bác.